Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHT Quy Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 383. Ở cuối tập trước, sau khi lực tấn công của những khớp xương của Minh Đạo Tôn nổ tung kia ngay khi cuốn tới quốc sư, còn có một phần lớn lao tới tấn công Vương Lâm. Từ xa nhìn lại, những khớp xương này vỡ tung hóa thành một cơn lốc, giống như là mở miệng nhằm về phía Vương Lâm, điên cuồng cắn nuốt. Lực tấn công này ẩn chứa sức mạnh của tiên tổ, gây nên cho Vương Lâm một nguy cơ sinh tử. Hắn không thể né tránh, lại càng rất khó có thể chống lại, nhưng hai mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ quyết đoán. Trong thời khắc mấu chốt này, hắn không chút do dự, giơ tay phải lên, gầm nhẹ một tiếng. Thiên Ngưu Hồn vỡ. Thiên Ngưu Hồn Khải đã theo Vương Lâm nhiều năm, trong khoảnh khắc này ầm ầm tan vỡ. Lực tấn công hướng về bốn phía quét ngang ra, hóa thành một cơn lốc, vờn quanh Vương Lâm, hình thành nên chân thân một con thiên ngưu khổng lồ. Tiếng ầm ầm vang vọng, lực lượng do Thiên Ngưu Hồn Khải tan vỡ va chạm với sức mạnh xương cốt nổ tung của Minh Đạo Tôn phát ra. Những tiếng nổ kinh thiên động địa còn vang lên rất nhiều tiếng vọng, bao phủ thiên địa. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục lùi lại phía sau. Thiên Ngưu khổng lồ bên ngoài thân thể hắn đã có dấu hiệu tan rã, nhưng vẫn có thể tồn tại. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời, nhìn chằm chằm phía trước. Hắn nhìn chỗ mà Minh Đạo Tôn tư tan ở phía trước có một đám hào quang màu vàng to bằng nắm tay. Đám hào quang này phát ra ánh sáng như ngọc, lúc này bên trong hào quang có một thân thể hiện lên, rất nhanh ngưng tụ ra. Thân ảnh này mặc dù mơ hồ, nhưng có một uy áp kinh người tràn ngập ra. Nhìn bộ dạng của hắn không ngờ chính là Minh Đạo Tôn lại một lần nữa ngưng tụ lại thân thể. Sau khi huyết nhục của hắn toàn bộ chốc ra, thì xương cốt vỡ nát, nếu hắn có thể kiên trì đến lúc sau khi xương cốt vỡ nát, thì có thể được kim quang kia ngưng tụ lại thân thể. Tới khi đó, hắn sẽ có thể hoàn thành phản tổ đại pháp. Lời nói của quốc sư lúc trước hiện lên trong đầu Vương Lâm. Đồng tử trong hai mắt hắn co rút lại, đang định ra tay. Đột nhiên đúng lúc này, trong tâm thần của hắn truyền tới thanh âm hỗn tạp của quốc sư. Vương Lâm, lão phu dùng chút sinh mệnh cuối cùng vì ngươi mà thi triển truyền thừa. Ta có thể hy sinh bản thân, chỉ mong ngươi có thể đạt được tu vi truyền thừa của tiên tổ, giải khai phong ấn cho tộc ta. Minh Đạo Tôn đã có thể kiên trì cho đến hiện giờ, vì truyền thừa của ngươi, ta sẽ chống cự lại phần lớn những sự thống khổ khiến cho ngươi trong lúc truyền thừa sẽ công thành danh toại. Chỉ thấy quốc sư kia sau khi thân thể tan nát hóa thành u quang lao ra, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, hóa thành thần niệm, tràn ngập trong tâm thần của Vương Lâm. U quang kia nhanh chóng tới gần, va chạm với lực tấn công do xương cốt của Minh Đạo Tôn nổ tung. Tiếng ầm ầm vang vọng, u quang này trực tiếp xuyên thấu lực tấn công kia, tới gần trung tâm chỗ thân thể Minh Đạo Tôn nổ tung. Sau khi tới bên cạnh hào quang màu vàng đã ngưng tụ ra thân ảnh kia, u quang này nhanh chóng vờn quanh vài vòng, hóa thành từng đạo hào quang màu đen. Trong nháy mắt đã được 7 vòng, vẫn còn tiếp tục luân chuyển. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không nghe lời nói của quốc sư kia nữa, mà giơ tay phải lên, hung hăng nắm chặt lại. Lập tức cơn lốc do Thiên Ngưu Hồn Khải vỡ tan hóa thành ở bên ngoài thân thể nhanh chóng ngưng tụ lại vào trong bàn tay hắn. Trong phút chốc, cơn lốc bên ngoài thân thể hắn tiêu tan, còn có thân ảnh Thiên Ngưu đang sắp sửa tiêu tan kia cũng ngưng tụ vào trong nắm tay Vương Lâm, bị Vương Lâm đánh một quyền, ầm ầm xuất ra. Dưới một quyền này, Thiên Ngưu Hồn Khải trên thân thể Vương Lâm hóa thành những mảnh nhỏ rơi ra. Nhưng một quyền này cũng lao thẳng về phía trước, với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần u quang do thân thể quốc sư hủy diệt biến thành cùng với hào quang màu vàng. Không, một thần niệm thiên lương từ bên trong u quang kia vang lên. Chỉ thấy một quyền kia của Vương Lâm ngưng tụ sức mạnh cuối cùng của Thiên Ngưu, hình thành một lực tấn công không gì ngăn nổi, xuyên qua 8 tầng hào quang u ám kia, ầm ầm va chạm với thân ảnh màu vàng. Ở tiên tộc này, những người mà ta có thể tin tưởng không bao gồm cả ngươi. Bất kể quốc sư nói thật hay nói dối, Vương Lâm cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết trong trận huyết chiến trên phố kia quốc sư đã tham dự vào. Trận chiến ấy, nếu sát lục phân thân của hắn không giáng lâm thì chắc chắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì. Mà trong lòng hắn mơ hồ vẫn còn một phán đoán, hắn không thể xác định thật giả, nếu là thật thì hết thảy mọi chuyện trước mắt đều là giả dối. Sức mạnh cuối cùng của Thiên Ngưu Hồn trong nháy mắt va chạm với thân ảnh màu vàng kia. Trong tiếng ầm ầm vang vọng trời đất, thân ảnh màu vàng kia run rẩy kịch liệt, trực tiếp sụp đổ. Trong quá trình ngưng tụ, thì đây chính là lúc thân ảnh này suy yếu nhất, không thể chịu được sức tấn công quá lớn. Khi nó sụp đổ, hào quang tiêu tan, nhưng đốm sáng màu vàng này cũng không bị thương tổn một chút nào, mà hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng lao thẳng lên trời. U quang do quốc sư trước khi chết biến thành không tản ra, mà lại ngưng tụ trong nháy mắt, bất ngờ lại một lần nữa biến hóa ra hình dáng của quốc sư. Thần sắc hắn lộ ra một vẻ phẫn nộ và thống khổ, gào thét lên, hai tay bấm quyết, hướng xuống mặt đất tung một chi. Tiên tổ, tộc ta đã tìm thấy đầu của ngươi rồi. Ngay khi quốc sư do u quang biến thành chỉ xuống mặt đất, ngọn núi hình đầu của tiên tổ ở trên mặt đất đột nhiên run rẩy kịch liệt, rất nhiều đá vụn chốc ra. Trong nháy mắt, toàn bộ ngọn núi trong khi Vương Lâm đang trợn mắt há mồm ầm ầm sụp đổ. Theo ngọn núi này sụp đổ, chỉ thấy hào quang vạn trượng từ trong ngọn núi kia lao ra.
nó lao ra khiến theo ngọn núi hoàn toàn tan vỡ. Cùng lúc đó Vương Lâm nhìn thấy ở bên trong có một vật. Ngay khi hắn nhìn thấy vật ấy, hơi thở của Vương Lâm lập tức như ngừng lại, thân hình hắn chấn động mạnh, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin. Vật tồn tại bên trong ngọn núi kia chính là một cái đầu lâu. Một cái đầu còn nguyên mặt mũi, hai mắt nhắm nghiền, tóc trên đầu dài 10 trượng. Cái đầu này xuất hiện liền có một uy áp đủ để kinh thiên động địa ầm ầm khuếch tán ra. Dưới uy áp này, Vương Lâm thậm chí còn có cảm giác thân thể bị chèn ép, linh hồn như muốn tan rã. Cái đầu này mặc dù thất khiếu vẫn còn lưu lại vết máu, nhưng dáng vẻ thì vẫn rất rõ ràng. Người này Vương Lâm đã từng nhìn thấy khi hấp thụ địa hóa mạch ở Thiên Ngưu Châu, từng phong ấn Thiên Ngưu ở trong ảo ảnh. Ở vùng đất Thiên Tôn Niết, hắn cũng nhìn thấy phân ảnh của người này. Ở trong hoàng cung, cũng nhìn thấy pho tượng của người này. Trong mấy trăm năm nay, hắn cũng đã mấy lần được nghe tên của người này. Thậm chí ở trong Đồng Lâm Trì, hắn còn nghe thấy được tên thật của người này. Hắn chính là thủy tổ của Tiên Hoàng, là thủy tổ của cả tiên tộc, là người mạnh nhất trong truyền thuyết của tiên tộc. Hắn từng phong ấn trấn áp 72 sinh linh thiên ngoại, hóa thành 72 châu của tiên tộc ngày nay. Hắn còn sáng tạo ra Thiên Tôn Niết, để lại cho hậu nhân làm nơi thí luyện. Hắn chính là tiên tổ, chính là Liên Vân Quyết. Đầu của tiên tổ, đầu của Liên Vân Quyết. Cái đầu này, khi từ trong ngọn núi sụp đổ bay ra, đang chậm rãi bay lên không trung. Ở cổ của nó có một vết thương không có hình thù gì, giống như là bị người ta xé đứt từ trên thân thể. Những vết máu trên thất khiếu của hắn đều có màu vàng, nhưng thời gian đã qua quá lâu, màu sắc của chúng cũng mơ hồ lộ ra ánh tím. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng không có sự thống khổ, mà dường như là đang ngủ say. Ngay khi nhìn thấy cái đầu này, trong đầu Vương Lâm ầm ầm chấn động, giống như là vô số lôi đình đồng thời nổ vang, khiến cho toàn thân hắn đứng ngây ra ở đó. Đối với tiên tổ, Vương Lâm cũng từng có nhiều lần suy đoán, thậm chí ngay cả trong tiên tộc, đối với việc tiên tổ mất tích cũng có vô số tin đồn. Vương Lâm từng nghĩ rằng tiên tổ rời khỏi Đại Lục Tiên Cương, hắn cũng đã từng cho rằng tiên tổ đang bế quan ở một nơi nào đó, thậm chí cũng từng nghĩ có lẽ tiên tổ đã chết. Nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy đầu của tiên tổ, sự chấn động và hoảng sợ này cũng không thể nhờ những phán đoán kia mà giảm bớt chút nào. Là ai đã giết tiên tổ? Tâm thần Vương Lâm chấn động, hết thảy mọi chuyện hắn nhìn thấy hôm nay giống như đã mở ra cho hắn một cánh cửa lớn từ vạn cổ. Từ thời vạn cổ rất lâu trước, trên mặt đất của tiên tộc đã xảy ra chuyện gì? Tiên tổ tử vong, như vậy là sao? Tất cả những suy nghĩ trong nháy mắt đều lướt qua trong tâm thần Vương Lâm. Quốc sư hư ảo do u quang biến thành kia sau khi triệu hồi ra đầu của tiên tổ, lập tức ngửa mặt lên trời gào lên. Sau khi nhắm hai mắt lại, hắn giơ tay trái lên che mắt trái, sau đó mở mắt phải ra. Chỉ thấy đầu của tiên tổ giống như bị tiếng gào thét dẫn dắt, ngay khi mắt phải của quốc sư mở ra, đầu của tiên tổ cũng mở mắt phải. Mắt phải của nó trống rỗng, không có một chút ánh sáng nào. Ngay khi nó mở mắt phải, đốm sáng màu vàng bằng nắm tay đang gấp rút bay lên bầu trời bỗng dừng lại. Thay đổi phương hướng, lao thẳng tới đầu của tiên tổ, trong nháy mắt biến mất ở trong mắt phải của cái đầu. Ngay sau đó, quốc sư do u quang biến thành kia mang theo ánh mắt phẫn nộ, giơ tay phải chỉ về phía Vương Lâm. Trong miệng hắn vang lên những thanh âm chú ngữ phức tạp mà Vương Lâm nghe không hiểu. Sắc mặt Vương Lâm trong khoảnh khắc liền tái nhợt, hắn không chút do dự lùi nhanh về phía sau. Hóa thành một đạo cầu vồng lao đi. Nhưng ngay khi ngón tay của quốc sư kia chỉ xuống, bên trong mắt phải trên đầu của tiên tổ bỗng nhiên bộc phát ra kim quang ngập trời. Kim quang này khuếch tán ra, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một lực hút cực mạnh bao phủ toàn thân. Thân thể hắn không tự chủ được lảo đảo, trong nháy mắt đã bị hút vào trong mắt phải của tiên tổ. Ngay khi hắn bị hút vào trong mắt phải của tiên tổ, thân ảnh quốc sư hư ảo lại một lần nữa hóa thành u quang. Vần quanh chín đốm sáng u ám kia, cùng với Vương Lâm nhảy vào trong mắt phải của tiên tổ. Ngươi không nghe theo lời khuyên của lão phu, quấy nhiễu kế hoạch của lão phu, khiến cho chuyện này vốn có tới 9 phần thành công, nhưng hiện giờ chỉ còn có 3 phần nắm chắc. Ngươi thật đáng chết. Lão phu vốn có ý định giúp ngươi có được truyền thừa của tiên tổ, tuy nói là mượn sức mạnh của tiên tổ sau khi trấn áp tâm thần của ngươi, khiến cho lão phu có thể chiếm cứ được thần trí của ngươi. Nhưng sau khi hoàn thành tất cả những kế hoạch này, lão phu vốn muốn để lại cho ngươi một cơ hội. Sau khi khiến ngươi thuần phục dâng lên linh hồn, sẽ trở thành sứ giả hộ pháp cho Hưng Hỏa tộc ta. Nhưng hiện giờ lão phu đổi ý rồi, hết thảy chuyện này đều là do chính ngươi gây ra, đừng trách lão phu không giữ lời hứa. Lão phu đã đợi rất nhiều năm rồi, không thể rời khỏi nơi này, càng không thể tìm được người đoạt xá thích hợp. Nhưng ngươi xuất hiện lại cho ta một cơ hội, thân thể của ngươi rất thích hợp với lão phu. Lão phu sẽ giúp cho ngươi truyền thừa thành công. Ngươi có tu vi của tiên tổ, cũng chẳng khác nào ta có được tu vi đó. Lỗ hổng thật lớn trên bầu trời tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Ở dưới đất, giữa tám ngọn núi có một cái đầu lâu 10 trượng đang lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích. Nhưng trong con mắt phải của nó đang mở ra. Không còn vẻ tĩnh mịch mà đã có một tia thần thái, chẳng qua còn hơi mờ đục. Tia thần thái nọ giống như một dòng xoáy, nhanh chóng chuyển động trong mắt phải của tiên tổ. Cùng với sự chuyển động này, mơ hồ có thể thấy một hư ảnh trong đó. Hư ảnh này chính là Vương Lâm.
mắt phải của tiên tổ giống như một thế giới. Hai mắt Vương Lâm lúc này nhắm nghiền, lơ lửng trong thế giới đen tối này. Nơi này hoàn toàn trống trải, tràn ngập tử khí. Thân thể Vương Lâm mái tóc biến hóa rất nhanh, khi thì tóc bạc, lúc lại là tóc đen. Loại biến hóa này giống như bản thân hắn không biết, đang nhắm hai mắt không động đậy chút nào. Trong thân thể hắn có kim quang mơ hồ lan ra, giống như xuyên qua da thịt, hiển lộ ra bên ngoài. Kim quang này hơi lờ mờ, giống như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Trong kim quang này, thân sắc Vương Lâm bình thản như đang ngủ say, không hề có chút cảm giác gì. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, kim quang trên người Vương Lâm từ từ càng ngày càng sáng, càng ngày càng lan tỏa ra bên ngoài. Trong cơ thể hắn lúc này giống như có sóng gió ngập trời, đang tiến hành một hồi truyền thừa và đoạt xá, trấn áp và sát phạt. Bề ngoài Vương Lâm như thường nhưng trong thân thể hắn lúc này có một quầng sáng màu vàng. Quầng sáng này ẩn chứa lực lượng của tiên tổ, chính nó tỏa ra kim quang lan tỏa ra tràn ngập bên ngoài thân thể Vương Lâm, khiến cho máu thịt xương cốt của hắn toàn bộ bị thay đổi vô hình, tích hợp cho kim quang tồn tại. Kim quang nọ cực kỳ bá đạo, bên trong còn tồn tại một luồng khí tức có thể điều khiển tất cả chúng sinh, thậm chí đủ để người ta phát cuồng. Luồng khí tức này đủ để khiến cho Vương Lâm dù không bị quốc sư đoạt xá thì nếu truyền thừa cũng sẽ hoàn toàn trở thành một người điên không còn ý thức bản thân. Kim quang bá đạo điên cuồng kia lan ra phá hủy tất cả ý chí phản kháng của Vương Lâm, sau khi chiếm hoàn toàn song trưởng liền bao phủ cả thân hình hắn. Nhưng trên thân thể Vương Lâm còn có một vị trí dù kim quang có xâm nhập thế nào cũng mãi không thể thay đổi được. Vị trí này là nơi tồn tại hồn huyết cổ tổ của Vương Lâm. Hồn huyết của cổ tổ là vật tồn tại ngang hàng với truyền thừa tu vi của tổ, kim quang kia không thể lấn át. Nhưng dù sao thì hồn huyết cũng không nhiều lắm cho nên cũng rất khó lan ra mà phản kháng. Cuối cùng hai bên đang từ từ không động chạm tới nhau nữa. Kim quang chiếm toàn bộ thân thể hắn xong thì có thể trấn áp linh hồn kẻ này, khiến linh hồn hắn sụp đổ, để lão phu thay thế. Trong cơ thể Vương Lâm, ớ một chỗ có kim quang, thần niệm của quốc sư vang lên. Thân thể hắn đã tử vong, lúc này ớ trong thân thể Vương Lâm chi là một đám thần thức, muốn đoạt xá Vương Lâm sợ là chuyện tuyệt đối không đơn giản. Cho nên mãi vẫn luôn dụ dỗ, trên thực tế mục đích là muốn mượn sự truyền thừa tu vi bá đạo của tiên tổ để xóa đi tâm thần Vương Lâm. Khiến thân thể này đồng thời có được tu vi của tiên tổ nhưng lại không còn linh hồn phản kháng, để bản thân hắn không chút nguy hiểm mà chiếm lấy. Kim quang này trong thân thể Vương Lâm trừ nơi có hồn huyết tồn tại ra thì đã chiếm toàn bộ. Trên thân thể Vương Lâm tỏa ra kim quang chói mắt, ánh sáng như ngọc, cũng mơ hồ lộ ra đầu lâu của tiên tổ. Nếu từ bên ngoài mà nhìn lại, có thể thấy rõ ràng đầu lâu của tiên tổ đang lơ lửng trên không, đôi mắt mở to, tỏa ra kim quang lờ mờ. Kim quang này lan ra khiến đầu lâu của tiên tổ dường như có thêm một tia sinh cơ. Cơ thể Vương Lâm này cực kỳ kỳ quái, lại có khí tức của cổ tổ. Khí tức này không thể diệt trừ, nhưng có thể giam cầm lại, khiến nó không thể quấy nhiễu kế hoạch của ta. Thần niệm của quốc sư chuyển động, lập tức xuyên qua kim quang trong cơ thể Vương Lâm, ở vị trí có hồn huyết lượn quanh tầng tầng lớp lớp. Bao phủ lại, tuy không thể khiến hồn huyết tiêu tán nhưng cũng không khiến quốc sư gặp nguy hiểm khi đoạt xá. Thân thể đã bị chiếm cứ, kế tiếp chính là đầu. Sau khi chiếm được đầu của kẻ này thì ta sẽ trấn áp hồn phách hắn. Quốc sư hơi kích động, hắn cảm thấy kim quang trong cơ thể Vương Lâm. Sau khi bao phủ vị trí có hồn huyết xong liền hóa thành một luồng sóng màu vàng kim, theo cổ Vương Lâm lao thẳng lên đầu hắn. Thân thể Vương Lâm chấn động, đầu hắn lập tức tràn ngập kim quang, từ trong thất khiếu lan tỏa ra. Kim quang nọ lan tỏa ra từ đầu Vương Lâm. Dùng một loại phương thức bá đạo trong nháy mắt mở ra khu vực đầu Vương Lâm, khiến toàn thân hắn bị chiếm cứ. Trong tích tắc khi hoàn toàn chiếm cứ thân thể Vương Lâm, kim quang lóe lên kịch liệt, khiến cho mắt phải đầu của tiên tổ đang trôi nổi trong cấm cung lóe lên ánh sáng vạn trượng. Trấn áp linh hồn. Thần thức của quốc sư lập tức xuất hiện, nương theo kim quang truyền thừa của tiên tổ tràn ngập thân thể, hắn tản ra thần thức, tìm kiếm linh hồn Vương Lâm. Một lát sau, hắn ở trong cơ thể Vương Lâm mơ hồ cảm nhận được một tia dao động linh hồn. Mang theo sự hưng phấn, hắn không chút do dự liền phóng vọt đi. Tất cả mọi vật tồn tại, bởi có nhân tồn tại nên có thể thành vô, linh hồn, hóa hư. Trong nháy mắt khi thần niệm của quốc sư vang lên, linh hồn của Vương Lâm bị hắn phát hiện liền lập tức tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Hả? Sao lại yếu ớt như vậy, ngay cả trí nhớ cũng không được bảo tồn lại. Hẳn là kim quang truyền thừa của tiên tổ quá mức bá đạo, cho nên linh hồn của Vương Lâm mới suy yếu tới cực hạn rồi, vừa chạm vào một cái liền không còn linh hồn nữa. Thân thể Vương Lâm lúc này đã giống như người chết rồi. Thần thức của quốc sư liền khuếch tán ra, trong kim quang liền điều khiển thân hình Vương Lâm. Trong nháy mắt khi hắn khống chế thân thể Vương Lâm, chỉ thấy toàn thân Vương Lâm liền tỏa ra kim quang vô tận, hai mắt mở bừng ra. Trong hai mắt hắn kim quang giống như bùng lên, cuồn cuộn tỏa ra. Chẳng qua giờ phút này Vương Lâm đã không còn ý thức bản thân mà chỉ còn ý thức thuộc về quốc sư. Thành công rồi, Vương Lâm này giả hoạt đa đoan, vẫn luôn nghi ngờ lão phu, không hề phối hợp chút nào. Nhưng lúc này dưới lực lượng truyền thừa của tiên tổ, hắn vẫn bị lão phu chiếm thân thể như trước. Thân thể này rất mạnh, có thể luyện hóa càng nhiều lực lượng hương hỏa hơn. Sau khi đoạt xá thân hình Vương Lâm,
Quốc sư mở bừng đôi mắt, trong mắt hiện lên vẻ kích động, bỗng nhiên nắm tay. Đáng tiếc còn chưa đạt được truyền thừa đầy đủ. Nhưng đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch của ta. Bước thứ hai, một khi thành công thì tộc nhân của ta có thể thoát khỏi giam cầm của tiên tổ, khôi phục được tự do. Ta vì ngày này đã đợi rất lâu rồi. Chuyện thế gian này không gì có thể so với tự do, càng có thể vì nó mà nỗ lực bằng mọi giá. Vì tộc nhân của ta, ta dù hình thần câu diệt cũng cam tâm tình nguyện. Quốc sư chiếm cứ thân hình Vương Lâm, hai mắt lộ vẻ kích động, đồng thời lộ vẻ buồn bã. Trước mắt hắn giống như hiện lên cảnh tượng năm xưa. Đám tộc nhân mới ra đời đã chịu vận mệnh an bài cả đời. Vương Lâm, đừng trách ta. Quốc sư than nhẹ, nhưng sau đó ánh mắt lại lóe lên, lộ vẻ quyết đoán. Hắn không chọn đi ra khỏi mắt phải của tiên tổ mà hai tay giơ lên bắt quyết, lập tức kim quang lan ra từ cơ thể thể liền phát sinh biến hóa kịch liệt. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể hắn lúc này kim quang tỏa ra gấp chục, gấp trăm, vạn lần, điên cuồng khuếch tán ra. Loại khuếch tán này giống như thiêu đốt, khiến tu vi tiên tổ trong thân thể Vương Lâm lúc này toàn bộ bộc phát ra bên ngoài. Kim quang bạo phát ra gấp vạn lần, thân thể Vương Lâm giống như một mặt trời tỏa sáng ngập trời, hầu như chiếu rọi toàn bộ thế giới trong mắt phải tiên tổ, khiến bốn phía rõ ràng, không còn là đêm đen nữa. Ánh sáng cực điểm cũng từ trong mắt phải đầu lâu tiên tổ lơ lửng trên bầu trời cấm cung tỏa ra trong một phạm vi lớn, bao phủ cấm cung dưới kim quang. Giờ phút này cái đầu này tỏa ra ánh sáng sáng cuồn cuộn từ mắt phải, thoạt nhìn mà giật mình, giống như sống lại vậy. Mắt trái. Quốc sư chiếm cứ thân thể Vương Lâm trong mắt phải lập tức giơ hai tay bắt quyết, trong tiếng gầm nhẹ liền phát ra hàng loạt chú ngữ. Trong khi chú ngữ này truyền ra, mắt trái đầu lâu của tiên tổ bỗng nhiên mở ra. Mắt trái này mờ đục, lộ vẻ tĩnh mịch, hoàn toàn bất đồng với mắt phải đang tỏa ra kim quang chói mắt. Trong nháy mắt khi mắt trái của tiên tổ mở ra, một luồng lực hút lớn đột nhiên xuất hiện, truyền thẳng về phía lỗ thủng trên bầu trời. Cùng lúc đó, lập tức có tiếng răng rắc truyền tới. Chỉ thấy bên ngoài lỗ thủng trên bầu trời, bên ngoài ao máu trong địa cung đã sụp đổ, người điên đang bị khóa bởi 9 sợi xích sắt trên tế đàn. Xích sắt lúc này dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà chìm xuống, giống như bị lực hút này kéo tới, muốn vọt về chỗ sụp đổ trong ao máu. Tiếng răng rắc kia chính là tiếng xích sắt bị kéo tới cực hạn. Thẳng tắp ra, giống như sắp không thể thừa nhận được nữa, tạo thành tiếng động này. Trên thực tế thì luồng lực hút này cũng không phải là hút xích sắt mà lại hút người điên trong xích sắt. Thân thể người điên bị kéo đi, lao thẳng tới vị trí sụp đổ của ao máu. Khi khoảng cách chỉ còn không tới mấy mươi trượng thì chiều dài xích sắt không đủ. Giữ lại một cái, dưới lực hút này, xích sắt vừa rồi Vương Lâm khó phá hủy nổi lập tức ầm ầm vài tiếng liền đứt mất 3 sợi. Còn 6 sợi nữa thì cũng chỉ duy trì được thêm một chớp mắt liền đứt đoạn. Sau khi xích sắt đứt ra, thân thể người điên lập tức bị lực hút lớn lao kia hút vào trong lỗ hổng ở ao máu. Khi xuất hiện đã là ở lỗ thủng trên bầu trời cấm cung, hóa thành một đạo cầu vồng tỏa kim quang, lao thẳng vào mắt trái của tiên tổ. Trong phút chốc, thân thể người điên đã tới gần, bị mắt trái tiên tổ cắn nuốt giống như Vương Lâm vừa rồi, hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này thì trong mắt trái của tiên tổ, thân ảnh người điên biến ảo ra. Trong cơ thể tỏa ra kim quang chói mắt, lộ ra ngoài mắt trái, lan tỏa ra bốn phía. Do vậy nhìn lại lúc này hai mắt tiên tổ đều mở ra, kim quang tràn ngập đất trời, giống như sống lại thật vậy. Tiên tổ khai khẩu, giải phong ấn toàn bộ Điệu Vong tộc. Trong mắt phải của tiên tổ, quốc sư đang chiếm thân thể Vương Lâm giờ phút này kích động gào thét. Nhưng hắn lại không chú ý tới Thiên Nghịch Châu đang ẩn trong một vị trí của cơ thể Vương Lâm, trong đó đang có linh hồn hắn lạnh lùng nhìn tất cả mọi việc. Lời nói của quốc sư vang lên, chỉ thấy đầu lâu của tiên tổ trong khi hai mắt lóe lên, cái miệng vẫn luôn đóng chặt lúc này chậm rãi mở ra, phát ra tiếng nói hỗn tạp. Tiếng nói này nghe kỹ đúng là tiếng của quốc sư. Giải, phong, ấn. Giọng nói này ầm vang, chậm rãi truyền ra. Việc này vốn là kế hoạch của hắn. Theo như lời hắn nói trước đây, cần ta nhận được truyền thừa tu vi của tiên tổ, sau đó trở thành tiên tổ đời thứ hai, nhờ đó giải khai phong ấn cho toàn tộc hắn. Việc này ta vốn không tin, cho nên sau khi bị mắt phải kia nuốt vào, ta không hề phản kháng, mà dung nhập linh hồn vào trong Thiên Nghịch. Giả vờ như hồn đã bị hủy diệt mà giấu giếm được, chính là vì muốn xem người này rốt cuộc là có kế hoạch gì, thì ra là như vậy. Vương Lâm đã nhìn thấy hết toàn bộ, trong lòng đối với quốc sư đã chiếm được thân thể mình đã có một chút kính nể. Lấy thân thể của ta sau khi được truyền thừa một chút tu vi của tiên tổ, còn gia cố thêm thân thể của người điên. Lấy thân thể của hai người bọn họ hóa thành hai mắt của tiên tổ, khiến cho đầu của tiên tổ thoạt nhìn như có sức sống, không giống như là người chết. Dù sao đây cũng là sức mạnh của bản thân tiên tổ, sau khi phối hợp với thứ ở trong mắt phải, không biết dùng phương pháp gì mà khiến cho đầu của tiên tổ mở miệng nói ra những lời như vậy. Với phương thức này có thể giải khai một cách hoàn mỹ phong ấn của toàn tộc hắn. Dù sao loại phong ấn này cũng là một loại cấm chế, thuộc về một loại được pháp tắc thừa nhận, cho nên muốn cởi bỏ trên thực tế phải lừa gạt được pháp tắc. Dù sao pháp tắc cũng giống như là vật chết, tuân theo quy củ, những hành động của quốc sư này thật sự là có khả năng thành công. Phương thức giải khai phong ấn quỷ dị này Vương Lâm chưa từng nghĩ tới,
lúc này tận mắt nhìn thấy không khỏi kính nể tư duy kỳ diệu của đối phương. Chỉ là, người này thật sự là quốc sư sao? Trong lúc Vương Lâm trầm ngâm, đầu của tiên tổ chuẩn bị kết thúc lời nói. Điệu, vong đôi mắt trên đầu của tiên tổ kia tràn ngập kim quang, lời nói trong miệng của quốc sư kia chính là thanh âm của quốc sư. Trong lúc hắn chậm rãi nói ra, đúng lúc một chữ cuối cùng sắp ra khỏi miệng, liền có kinh biến phát sinh. Một tiếng cười dài từ trong lỗ thủng trên khâu trung bỗng nhiên truyền ra. Cùng lúc đó, một giọt máu màu vàng nhanh chóng từ bên trong khâu trung gào thét hiện lên. Ngay khi một chữ cuối cùng sắp sửa được đầu của tiên tổ nói ra, giọt máu màu vàng này bỗng nhiên rơi lên trên mi tâm cái đầu của tiên tổ. Khi giọt máu tươi kia rơi xuống, đầu của tiên tổ bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy giọt máu màu vàng kia nhanh chóng tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cái đầu của tiên tổ. Cái miệng đang mở ra lập tức bị giọt máu màu vàng này lóe lên bao trùm, đem một chữ cuối cùng kia chặn đứng lại. Quốc sư đang chiếm cứ thân thể Vương Lâm lúc này mở mạnh hai mắt, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ tới cực hạn. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, lao ra khỏi mắt phải của tiên tổ này, nhưng trong tiếng ầm vang, bị giọt máu tươi màu vàng bao trùm, không thể thoát ra. Lúc này cái đầu của tiên tổ đã hoàn toàn biến đổi, toàn bộ tản mát ra ánh sáng màu vàng, giống như là một cái đầu tượng do chất lỏng màu vàng tạo thành. Liên đạo chân. Quốc sư giống lên. Tiếng cười dài vang vọng không trung của tiên hoàng từ trong lỗ thủng vọng ra. Tiên hoàng từng bước bước ra, trực tiếp đứng trên đỉnh đầu của tiên tổ. Cùng lúc đó, Song Tử Đại Thiên Tôn cũng từ trong lỗ thủng đuổi theo. Hai tiểu cô nương này sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Sau khi xuất hiện, hai nàng đảo ánh mắt, lập tức ngưng tụ lại cái đầu ở dưới chân của tiên hoàng, đồng tử trong mắt bỗng nhiên co rút lại. Quốc sư, mưu kế của ngươi thật là thâm sâu. Ngươi đã biết ngay từ đầu đạo phi vốn là thân thể phản tổ được chuẩn bị, vì thế dĩ nhiên phản tổ đại pháp lấy thân thể của đạo phi làm chủ. Ngươi cũng biết Minh đạo tôn kia chẳng qua chỉ là một thế thân để cho đạo phi cuối cùng có thể nhận được truyền thừa thành công mà thôi. Theo suy nghĩ của ngươi, sự tồn tại của Minh đạo tôn chính là để triệt tiêu sự gian nan của truyền thừa. Vì đạo mà Minh đạo tu cao ngạo đến cực điểm, cho nên ngươi mới dùng lời lẽ khiến cho ta dẫn Vương Lâm tới đây, khiến cho Minh đạo tôn điên cuồng, tiếp đó còn giúp cho hắn duy trì sự điên cuồng này một lúc. Hắn càng kiên trì được lâu thì đạo phi lại càng nắm chắc được thành công, cho nên ngươi mới làm cho ta đưa Vương Lâm này tới nơi này. Kế hoạch này khiến cho ngươi rất tâm đắc. Ngươi ẩn giấu kế hoạch của ngươi, tưởng rằng thật sự có thể giấu được ta sao? Tiên hoàng mỉm cười, nhưng thần sắc hắn lại lộ ra một vẻ hãnh diện, trong hai mắt hắn còn có một vẻ cơ trí, như thể tất cả mọi chuyện trong thiên hạ đều không thoát ra khỏi ánh mắt hắn. Năm đó đầu tiên là ngươi muốn ta giết chết Vương Lâm, thật sự là đã nhìn thấu tính cách của ta, ngươi càng muốn ta giết hắn. Ta hết lần này đến lần khác hoài nghi, sẽ không giết sao? Ngươi cho rằng ta không biết Vương Lâm chính là người mà ngươi đang cự kỳ khao khát đoạt xá sao? Nhưng ta vẫn không giết hắn, mà còn chuẩn bị dùng cho ngươi. Tiên hoàng mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống cái đầu của tiên tổ ở phía dưới, trong lời nói của hắn tràn ngập sự tự tin. Đây là sự tự tin khi tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Bởi vì ta có thể nắm trong tay hết thảy mọi thứ, ta còn đem Vương Lâm này đúng theo kế hoạch của ngươi từng bước một chậm rãi đưa tới tổ thành này, đưa tới hoàng cung này. Ta muốn xem quốc sư ngươi có thể cười như thế nào. Ngươi muốn chuyển truyền thừa của Minh đạo tôn lên người Vương Lâm, còn muốn đoạt xá thân thể Vương Lâm, vì thế điều khiển hắn đi tới nơi này, trở thành mắt phải trên đầu của tiên tổ. Ngươi còn tính ra Vương Lâm sẽ cứu đạo phi, nhất định sẽ tìm Song Từ Đại Thiên Tôn nhờ trợ giúp, có thể ngăn cản bước chân của ta. Lại thêm ta đã đem giam cầm đạo phi ở trong địa cung, có cơ hội triển khai phản tổ đại pháp, đem đạo phi hóa thành mắt trái. Tiếp đó ngươi dùng thuật đặc biệt của Điệu Vong Tổ khiến cho tiên tổ mở miệng, muốn gỡ bỏ phong ấn của tộc ngươi. Hết thảy chuyện này, quả thật ngươi tưởng rằng ta sẽ không biết sao? Tiên hoàng cười ha hả. Song Từ Đại Thiên Tôn ở trên khâu trung thần sắc ngưng trọng, không khinh cử vọng động, mà nhìn chằm chằm cái đầu của tiên tổ kia. Hai tiểu cô nương này trong lòng xuất hiện sự kiêng kỵ hiếm thấy, cũng không phải chỉ có một chút, mà là một sự kiêng kỵ rất sâu. Bên trong mắt phải trên cái đầu của tiên tổ, sắc mặt quốc sư đã chiếm lấy thân thể Vương Lâm tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn không hề tính ra chuyện này, hết thảy mọi chuyện tiên hoàng đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng ở trong cơ thể hắn, Vương Lâm đang nấp ở bên cạnh Thiên Nghịch Châu cũng vô cùng bình tĩnh. Nếu hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể chiếm lại cơ thể, nhưng hắn lại chưa làm vậy. Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Người này nhìn thì như quốc sư, nhưng hắn thật sự là quốc sư sao? Nếu hắn không phải, thì chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất thú vị. Linh hồn Vương Lâm tiếp tục ẩn nấp, không khinh cử vọng động, hắn còn muốn xem tiếp. Trên đầu của tiên tổ, tiên hoàng mỉm cười hãnh diện. Quốc sư à, toàn bộ kế hoạch của ngươi ta đã nhìn thấu rồi, nhưng kế hoạch của ta ngươi cho rằng ngươi đã biết được rồi sao? Ngươi tưởng rằng ta thật sự muốn đạo phi nhận truyền thừa sức mạnh của tiên tổ sao? Ngươi tưởng rằng ta để cho Vương Lâm tới địa cung này chỉ để kích thích Minh đạo tôn, khiến cho hắn duy trì được một chút thời gian sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi. Toàn bộ phán đoán của ngươi đều sai hoàn toàn rồi.
kế hoạch của ta trong thiên địa này không ai có thể nhìn thấu được, ngươi không được, Vương Lâm cũng không, bất cứ một đại thiên tôn nào cũng đều không thấy được. Kế hoạch của ta chính là cái đầu của tiên tổ này. Cái đầu này tử vong đã nhiều năm, không thể sống lại được, chỉ có thể ở nơi này hóa thành ngọn núi trấn áp linh hồn trong 72 châu của tiên tộc ta. Nhưng nó lại là vật mạnh nhất của tiên tộc ta, cũng có thể nói là một pháp bảo hùng mạnh nhất, còn có thể khiến cho ta trong lúc nguy cấp có thể hoàn toàn kế thừa tu vi của tiên tổ. Là kế thừa, chứ không phải là truyền thừa. Nhưng tiên tổ đã chết, hắn như đã bị người ta ngủ mã phân thây, xé thành từng mảnh, không ai biết là ai đã giết chết hắn. Đến nay cũng chỉ tìm được một cái đầu này, một cái đầu đã tử vong. Ta đã suy nghĩ rất lâu, thủy chung không thể khiến cho cái đầu này tỉnh lại, nhưng ở trên người ngươi ta lại nhìn thấy được hy vọng. Quả nhiên ngươi đã không làm cho ta thất vọng, năm đó ta chỉ cần đưa ra cho ngươi một gợi ý, quả nhiên ngươi đã theo gợi ý của ta mà nghĩ ra biện pháp khiến cho cái đầu này tỉnh lại. Tốt, tốt lắm. Tiên hoàng cười to, giơ chân phải lên, đạp lên cái đầu bên dưới. Lập tức cái đầu của tiên tổ này tản mát ra kim quang vạn trượng, bao phủ tiên hoàng vào bên trong. Có vật này, bổn hoàng sẽ là đại thiên tôn mạnh nhất. Song tử, ngươi có dám đánh với bổn hoàng một trận nữa không? Tiên hoàng ngẩng đầu, lộ ra một sự tự tin rất lớn. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, bất ngờ theo cái đầu tiên tổ ở dưới chân lao thẳng tới song tử. Song tử đại thiên tôn, hai tiểu cô nương kia cắn răng, lập tức ở phía sau lưng hai nàng có một mặt trời màu tím hiện ra. Mặt trời màu tím kia tản mát ra tử quang, hình thành hai kiếm ảnh màu tím, lao thẳng tới tiên hoàng, trong khi tới gần. Hai kiếm ảnh này dung hợp với nhau, hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt đã lao tới. Nhưng ngay khi nó tới gần, chỉ thấy tiên hoàng kia giơ tay phải lên. Vung lên bầu trời, lập tức cái đầu của tiên tổ ở dưới chân hắn trong mắt tỏa ra kim quang bao phủ ngược trời. Giống như là tạo nên một ánh mắt thực chất, trực tiếp nhìn về phía kiếm quang màu tím do song từ đại thiên tôn biến hóa ra kia. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, chỉ thấy kiếm quang màu tím kia ngay khi đụng vào kim quang trong mắt của tiên tổ phát ra. Lập tức sụp đổ, hóa thành vô số mảnh tứ tán, còn hình thành một gợn sóng lan ra. Khiến cho song tử đại thiên tôn không ngừng phải lùi lại phía sau. Tiên hoàng kia mỉm cười, trong khi hai mắt của cái đầu tiên tổ lóe lên kim quang, hắn giơ tay phải túm vào hư không. Lập tức một con phi điểu màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn vung tay về phía trước, phi điểu này dang rộng cánh, lao thẳng tới song tử đại thiên tôn. Song tử đại thiên tôn kia trong lúc lùi về phía sau. Hai tiểu cô nương này thần sắc ngưng trọng, nhìn thoáng lẫn nhau. Không nghĩ ngợi lập tức bay lên, dung hợp với vầng tử dương kia. Hai thân thể giống như là hai làn khói, không ngờ ngưng tụ lại với nhau. Hóa thành một nữ tử khoảng 20 tuổi, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử này toàn thân mặc áo trắng, hai mắt lóe lên sát khí, ngay khi hiện thân liền giơ tay lên, lập tức thiên địa biến thành màu tím. Giao Vương Lâm ra đây, bổn tôn sẽ lập tức rời khỏi, không quan tâm nơi đây xảy ra chuyện gì, nếu không, phá nát tổ thành. Bên trong cấm cung này tràn ngập sắc tím, ở bên trong địa cung phía trên cùng trong khoảnh khắc này lóe lên tử quang. Thậm chí ở bên ngoài hoàng cung tại tổ thành, trên bầu trời của Tiên Cương Đại Lục, màu tím kia cũng bao phủ từng tấc đất, từng căn nhà, đem toàn bộ tổ thành hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, trên bầu trời của Tiên Cương Đại Lục, một thiên thạch màu tím khổng lồ có thể so với một nửa tổ thành xuất hiện ở trên bầu trời. Dần dần hạ xuống, tản mát ra uy áp kinh người, khiến cho tổ thành ầm ầm chấn động, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Vô số tu sĩ hoảng sợ dùng đủ loại phương pháp vội vàng bỏ chạy. Thần sắc tiên hoàng ngưng lại, nhìn chằm chằm song tử đại thiên tôn sau khi hợp thể kia. Cái đầu tiên tổ ở bên dưới thân thể tiên hoàng lập tức lóe lên kim quang vạn trượng, giống như là đối kháng với tử quang kia. Kim quang này là sức mạnh thuộc về tiên tổ, tử quang kia ở trên mặt đất dãy dụa chậm rãi lùi lại. Nếu trước kia khi cái đầu của tiên tổ chưa mở hai mắt, ta sẽ không thể điều khiển được. Thì Từ Lâm tín thuật, thuật mạnh nhất của song tử ngươi có lẽ có thể khiến cho bổn hoàng phải thỏa hiệp. Nhưng hiện giờ, chỉ là một Từ Lâm tín thuật cũng không đủ. Thần sắc của tiên hoàng lại lộ ra một sự tự tin vô cùng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một thanh âm già nua bỗng nhiên vang vọng trong cấm cung. Vậy nếu có thêm lão phu thì có đủ không? Theo thanh âm này vang vọng, chỉ thấy từ bên trong lỗ thủng trên bầu trời, Cửu Đế Đại Thiên Tôn bước ra. Ở phía sau hắn, Hải Tử Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt đi theo. Cửu Đế Đại Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện không khiến tiên hoàng ngạc nhiên chút nào. Ánh mắt hắn lóe lên, thần sắc vẫn tự tin như trước, đứng trên đầu lâu của tiên tổ, ngẩng đầu nhìn Cửu Đế Đại Thiên Tôn đang bước ra. Cửu Đế, ngươi quả nhiên tới rồi. Tiên hoàng mỉm cười. Thần sắc Cửu Đế Đại Thiên Tôn ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào tiên hoàng, ánh mắt rơi lên đầu lâu tiên tổ dưới thân đối phương, ánh mắt lộ ra một chút phức tạp. Đầu lâu của tiên tổ, năm đó lão phu từng theo dưới trướng tiên tổ, lúc này đã qua ngàn. Liên đạo chân, lão phu đã trải qua mấy đời tiên hoàng, đời này của ngươi là có hùng tài đảm lược nhất. Lợi dụng khát vọng của quốc sư đạt được quyền điều khiển đầu lâu tiên tổ. Nếu cho ngươi đủ thời gian, đợi ngươi hoàn toàn hấp thu đầu lâu tiên tổ rồi, dung nhập vào cơ thể, hóa thành đầu của bản thân ngươi,
lúc ấy ngươi thật sự có thể trở thành đại thiên tôn đệ nhất của tiên tộc ta. Nhưng lúc này ngươi lại không có cơ hội đó. Giọng nói của Cửu Đế Đại Thiên Tôn lộ vẻ tang thương, vừa nói vừa bước từng bước về phía tiên hoàng. Mấy bước chân hạ xuống, nữ tử do song tử Đại Thiên Tôn dung hợp kia ánh mắt cùng lóe lên, cất bước đi về phía tiên hoàng. Ba vị Đại Thiên Tôn triển khai một trận đánh trong cấm cung này. Đối mặt với Cửu Đế Đại Thiên Tôn và song tử Đại Thiên Tôn, thần sắc tiên hoàng vẫn tự tin như trước, trong nháy mắt khi hai người đối phương đi tới liền hướng về phía đầu lâu tiên tổ ở phía dưới vỗ một cái. Một động tác này khiến toàn thân tiên hoàng lóe lên kim quang, đầu lâu tiên tổ dưới thân hắn lan tỏa ra kim quang chói mắt, khiến màu tím trong thiên không bị xua tan trong phạm vi lớn. Đồng thời đầu lâu của tiên tổ lại mở miệng, phát ra giọng nói của tiên hoàng. Lời nói dù đứt quãng nhưng vẫn nói ra đầy đủ. Trong nháy mắt khi nói xong, chỉ thấy có 9 vòng khói xanh lớn cỡ một trượng đột nhiên xuất hiện, vờn quanh bên ngoài đầu lâu tiên tổ, chuyển động 9 vòng rồi lao thẳng về phía song tử Đại Thiên Tôn và Cửu Đế Đại Thiên Tôn. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa truyền khắp cấm cung. Thân thể Vương Lâm ẩn trong cơ thể thông qua hai mắt của thân thể, thông qua mắt phải của tiên tổ, trong khi quốc sư đang rung động không phát hiện ra, nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện. Đối với biến hóa bất thình lình này, Vương Lâm không dám coi thường mà hành động. Hắn còn đang chờ, hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Cửu Đế Đại Thiên Tôn xuất hiện có lẽ sẽ khiến biến hóa mới xảy ra. Vương Lâm trước khi còn chưa hoàn toàn hiểu rõ thì hắn tuyệt đối không đi ra. Tiếng ầm vang truyền ra, chỉ thấy sắc mặt song tử Đại Thiên Tôn tái nhợt, màu tím bao phủ bên ngoài thân, lui lại mấy bước. Cửu Đế Đại Thiên Tôn cùng lui lại phía sau, thần sắc ngưng trọng. Hai người vừa giống như không phải đối mặt với tiên hoàng mà là đối đầu với tiên tổ vậy. Là tiên tổ triển khai thần thông cho nên một kích liên thủ của hai người vẫn bị bức lui. Không phải là lực lượng đầy đủ của tiên tổ, chỉ chừng một thành mà thôi. Ánh mắt Cửu Đế lóe lên, lập tức nói, trong khi hắn mớ miệng, cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng. Chỉ thấy dáng vẻ già nua của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy bỗng nhiên thay đổi, trong nháy mắt liền hóa thành một nam tử trung niên. Tướng mạo hắn cực kỳ anh võ, cũng lộ ra một khí tức bá đạo như của bậc đế vương. Cửu Đế Đại Thiên Tôn vẫn luôn bảo trì dung mạo già nua, chỉ có khi tu vi triển khai trên diện rộng thì tướng mạo mới biến hóa như vậy. Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên liên đạo chân ta được nhìn bộ dáng thế này của ngươi. Nhưng dù là như vậy các ngươi cũng không phải đối thủ của ta đâu. Tiên hoàng mỉm cười, đơn giản khoanh chân ngồi trên đầu lâu của tiên tổ, hai tay vung lên, đặt lên thiên linh của cái đầu lâu nọ. Lấy máu của ta, dẫn về linh hồn tiên tổ. Tiên hoàng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Trong tích tắc khi máu tươi phun ra, lập tức đầu lâu của tiên tổ chấn động mãnh liệt, kim quang ngập trời bùng lên, ngưng tụ bên ngoài thân thể tiên hoàng. Mắt thường có thể nhìn thấy một hư ảnh khổng lồ màu vàng kim biến ảo ra trong cấm cung này. Thân ảnh này mặc hoàng bào, chính là tiên tổ. Đầu lâu là thật, thân thể là hư. Giờ phút này kim quang trong hai mắt lóe lên, tay phải hắn giơ lên chụp vào hư không một cái. Bất ngờ một thanh kiếm màu vàng biến ảo ra, bị hư ảnh tiên tổ nắm trong tay, tiên cực phanh. Trong nháy mắt khi thanh kiếm này xuất hiện, Vương Lâm trong mắt phải của đầu lâu của tiên tổ lập tức cảm nhận được một sự kêu gọi rất sâu. Năm đó dưới một kiếm của tiên tổ, rất nhiều sinh linh thiên ngoại đều phải hình thần câu diệt, chỉ có những kẻ khá có tư cách mới được phong ấn thành châu lục. Hôm nay hai người các ngươi mạo phạm tiên uy, một kiếm này chém xuống còn không lui ra ngay. Giọng nói của tiên hoàng vang vọng trong thiên địa. Thanh đại kiếm màu vàng kim kia giơ lên, bỗng nhiên hung hăng chém về phía song tử và cửu đế. Một kiếm vô thanh vô tức nhưng trong khoảnh khắc này thiên địa lại biến sắc. Không gian của cấm cung này trong một nhát chém này cũng sụp đổ, giống như bị chém thành hai vậy. Một kiếm hạ xuống khiến sắc mặt Cửu Đế đại biến, hai tay bắt quyết, lập tức bên ngoài thân thể biến ảo ra một vầng mặt trời màu trắng. Treo cao giống như vầng mặt trời màu tím kia, cùng phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ thấy một con bạch lang gầm thét từ trong mặt trời màu trắng biến ảo ra, ngửa mặt hướng về phía thanh kiếm màu vàng kim đang chém tới gầm giống. Cùng lúc đó song tử Đại Thiên Tôn cũng bắt quyết, màu tím tràn ngập đất trời, bất ngờ hình thành một vùng trúc màu tím. Từ trúc này trong nháy mắt liền mọc lên, chớp mắt đã bao phủ cả đất trời, tạo thành một rừng trúc, giống như vạn kiếm đồng thời đâm tới, đối đầu với đại kiếm màu vàng kim đang từ trên trời giáng xuống kia. Đạo Nhất, Võ Phong, hai người các ngươi giờ vẫn còn bất động thì còn đợi tới khi nào? Cửu Đế giống to, trong nháy mắt khi bạch lang lao tới, chỉ thấy phía hai bên tiên hoàng bất ngờ xuất hiện kịch biến. Vạn vật trong thiên địa bên trái tiên hoàng bất động, Đạo Nhất Thiên Tôn cất bước đi ra, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, tay phải giơ lên, một chỉ điểm về phía tiên hoàng. Một chỉ này nhìn như tầm thường nhưng lại đại biểu cho đạo của Đạo Nhất Thiên Tôn. Đạo của hắn là vạn vật hóa nhất, một chỉ xuất ra ẩn chứa lực lượng đinh điểm toàn thân. Phong vân phía bên phải tiên hoàng biến sắc, tiếng ầm vang truyền ra. Giống như trời long đất lớ vậy, Võ Phong Đại Thiên Tôn đầu chọc bước ra. Trong nháy mắt xuất hiện liền không chút do dự nắm quyền tay phải, một quyền đánh thẳng về phía tiên hoàng. Võ Phong Đại Thiên Tôn năm đó từng xông qua tầng thứ 19 Thiên Tôn Niết. Hắn cầu võ đạo, dùng võ nhập đạo. Giờ phút này một quyền đánh ra ẩn chứa toàn bộ lực lượng của hắn, cũng ẩn chứa cảm ngộ thiên địa của hắn.
ẩn chứa tín niệm đỉnh phong của hắn. Tứ đại thiên tôn đồng thời ra tay. Vương Lâm ở trong mắt phải của tiên tổ nhìn rõ ràng mọi chuyện, linh hồn chấn động. Hắn thật không thể ngờ nổi hành trình tới địa cung lần này lại có biến hóa như vậy. Đạo nhất, Võ Phong không ngờ lại hiện thân ở bên cạnh hắn. Trong chớp mắt khi hai người xuất hiện, Vương Lâm hiểu rõ rằng biến hóa tại địa cung này giống như một ván cờ, còn mình là một quân cờ trong đó. Thậm chí cả mấy đại thiên tôn đều là quân cờ. Người đánh cờ lần này một bên là tiên hoàng, còn một bên khác không biết là ai. Kim kiếm giáng xuống đối kháng với bốn người song tử, cửu đế, đạo nhất, Võ Phong, bộc phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Trong tiếng ầm vang này, thân thể đạo nhất run lên, bị cuốn lại phía sau. Võ Phong nọ sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể truyền ra những tiếng bùng bùng, thân thể cũng đồng thời lùi lại. Tu vi hai người song tử, cửu đế cao hơn đạo nhất và Võ Phong nhưng dưới kim kiếm này cũng vẫn phải lui lại như trước. Chẳng qua bốn người dù thối lui nhưng lực lượng đánh ra cũng không bình thường. Thế gian này ngoài vị đại thiên tôn cường đại nhất ở cổ tộc kia thì bất cứ đại thiên tôn nào cũng không thể đối kháng với lực lượng của bốn người khác. Càng không cần nói tới đại kiếm màu vàng kim này chỉ là hư ảo, chỉ ẩn chứa một thành lực lượng của tiên tổ. Trong tiếng ầm vang, đại kiếm màu vàng sụp đổ, hóa thành mảnh nhỏ bị cuốn đi, gào thét lao về bốn phía quanh hư ảnh tiên tổ, rơi lên mặt đất. Cùng lúc đó, thân ảnh hư ảo của tiên tổ cũng tiêu tán theo, chỉ có cái đầu lâu chân thật đang lơ lửng trong không trung. Thân thể tiên hoàng ở bên trên đó lúc này chấn động, khóe miệng tràn máu tươi, ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm vào đạo nhất và Võ Phong. Nếu lão phu xuất hiện còn chưa đủ, vậy thêm đạo nhất và Võ Phong không biết tiên hoàng ngươi đã cho là đủ hay chưa? Cửu đế nhìn tiên hoàng, lạnh lùng nói. Bốn người các ngươi rốt cục muốn ta làm gì? Thân sắc tiên hoàng âm trầm, chậm rãi nói. Thả Vương Lâm ra, bổn tôn sẽ rời đi. Mục đích của song tử đại thiên tôn rất rõ ràng, nhìn chằm chằm vào tiên hoàng, bình tĩnh mở miệng nói. Lão phu hy vọng tiên hoàng phong ấn đầu lâu của tiên tổ một lần nữa. Đầu lâu này trấn áp linh hồn 72 châu của tiên tộc, sự tình trọng đại. Không phải là vật tiên hoàng có thể lấy đi. Ánh mắt cửu đế đảo qua đầu lâu của tiên tổ, chậm rãi nói. Ý muốn của bổn tôn cũng như của cửu đế. Tiên hoàng, bảo trì thế cục năm đại thiên tôn chúng ta là tốt rồi, không cần phải phân tranh một lần nữa. Thân sắc đạo nhất âm trầm, nhìn đầu lâu của tiên tổ dưới thân tiên hoàng, trong lòng hơi kiêng kỵ. Võ mẫu cũng có ý này. Võ Phong trầm mặc một chút, lập tức nói. Tiên hoàng cười ha hả, tiếng cười cực kỳ lạnh lùng, hai tay phất lên. Trong khi đạo nhất và Võ Phong biến sắc, hai tay tiên hoàng đặt mạnh lên ngực, phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, hai mắt tràn ngập kim quang, mở miệng cũng thấy có kim quang lan tỏa ra. Thậm chí ở hai tay hắn, hai mũi, toàn bộ thất khiếu đều tỏa ra kim quang vô tận. Kim quang này bỗng nhiên lan tỏa ra bốn phía, hình thành một cơn sóng màu vàng kim, khiến đám người cửu đế biến sắc, không tự chủ được mà lui lại phía sau. Trong khi bọn họ lui lại, thần sắc tiên hoàng dữ tợn, bước tới từng bước. Hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cơ hội này mà thỏa hiệp. Hắn thả bộc phát tất cả lực lượng của đầu lâu tiên tổ, khiến cho đám người này trong thời gian ngắn không thể tới gần. Mạnh mẽ hấp thu lực lượng của đầu lâu tiên tổ. Nếu thành công thì đối mặt với bốn đại thiên tôn hắn cũng chẳng kiêng kỵ chút nào. Kim quang bộc phát ra, thân thể tiên hoàng uốn lượn, hai tay đặt lên đầu lâu tiên hoàng, hút mạnh một cái. Nhưng không có bất cứ kim quang nào bị hút vào. Giống như trong đầu lâu của tiên tổ có một lực lượng giam cầm, khiến tiên hoàng không thể dung hợp được. Là phong ấn của Điệu Vong tộc, quốc sư đáng chết này. Hắn trước khi khiến tiên tổ mở miệng lại dùng thần thức dung hợp, khiến cho trong đầu lâu của tiên tổ ẩn chứa một tia phong ấn mỗi đời của Điệu Vong tộc. Nhưng phong ấn này cũng không thể làm khó ta được. Ta là tiên hoàng, thời điểm tầm thường không thể giải khai phong ấn này nhưng hôm nay có thể điều khiển đầu lâu của tiên tổ thì có thể. Dù là hôm nay ta giải khai phong ấn các đời Điệu Vong tộc thì quốc sư nọ cũng không thể làm nên chuyện gì to tát. Ý niệm trong đầu tiên hoàng lóe lên, giờ phút này tình huống khẩn trương khiến hắn không thể suy nghĩ được gì nhiều. Bên tai có tiếng ầm vang truyền tới, hiển nhiên là bốn đại thiên tôn ở bên ngoài đang triển khai toàn lực muốn phá kim quang này. Thời gian gấp gáp, tiên hoàng biết thời gian còn lại của mình không còn nhiều. Nếu hắn không thể mạnh mẽ hấp thụ sức mạnh của cái đầu tiên tổ, một khi kim quang tan đi thì bốn đại thiên tôn kia sẽ tới, công sức của bản thân chắc chắn sẽ uổng phí. Chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Hôm nay đã tới bước cuối cùng, hắn đã sắp thành công, không cam lòng chịu thất bại. Kế hoạch của ta ngay cả quốc sư cũng nhìn không thấu. Cửu đế kia đích thị là đang ở tổ thành nên mới tới đây. Nhưng đạo nhất và Vũ Phong, sao hai người bọn họ lại tới nhanh như vậy? Tiên hoàng cắn răng, không do dự giơ tay phải lên, chỉ về phía trước. Ngay khi một chỉ này hạ xuống, chỉ thấy ngón tay của hắn lập tức tan vỡ, hóa thành máu thịt. Lấy máu thịt hậu nhân tiên tổ của ta, dẫn động phép tắc thiên cương, vĩnh viễn giải khai phong ấn của Điệu Vong tộc. Trong tiếng gầm nhẹ, những ngón tay còn lại trên tay phải của tiên hoàng lại tan vỡ. Lúc này chẳng những ngón tay, mà ngay cả bàn tay cũng vậy. Sự tan vỡ này còn lan ra, khiến cho ngay khi lời nói của tiên hoàng chấm dứt,
một nửa cánh tay phải của hắn đã tan biến. Một lượng máu tươi màu vàng rất lớn khuếch tán ra, ở trước người hắn ngưng tụ thành một ký hiệu kim huyết. Ký hiệu này tự cháy lên, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Ngay khi ký hiệu màu vàng này tan biến, bên trong mắt phải của tiên tổ, quốc sư đang chiếm cứ thân hình Vương Lâm kia thân thể lập tức run lên. Phong ấn đời đời giam cầm Điệu Vong tộc của hắn trong nháy mắt biến mất. Ngay khi phong ấn này biến mất, hai mắt quốc sư chảy xuống hai hàng nước mắt. Đây là những giọt nước mắt kích động, là mục tiêu đeo đuổi của cả đời hắn. Hắn đã nỗ lực hết sức, chính là muốn cởi bỏ phong ấn này, khiến cho tộc nhân của hắn từ nay về sau có thể thoát khỏi sự sinh tử đã được vận mệnh định sẵn. Ngay khi phong ấn được giải khai, một sức mạnh tới từ tiên hoàng ở bên ngoài cái đầu của tiên tổ nhanh chóng lao tới, xông vào bên trong mắt phải, xâm nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Sức mạnh này mạnh mẽ càn quét, dễ dàng xóa đi dấu vết của quốc sư, khiến cho hắn diệt vong. Đây là sát chiêu cuối cùng của tiên hoàng, hắn sẽ không để cho quốc sư tồn tại sau khi giải khai phong ấn. Phong ấn được giải khai chính là lúc quốc sư tử vong. Quốc sư chiếm cứ thân thể Vương Lâm kia ngay khi tử vong, ở bên trong đầu hắn giống như có một tầng ký ức không biết bị phong ấn từ lúc nào bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn mơ hồ nhớ được Điệu Vong tộc truyền thừa cho tới nay, tộc nhân của hắn gần như đã tuyệt diệt, từ sau khi hắn sinh ra bao gồm cả hắn cũng chỉ tồn tại có 3 người. Hắn không biết cha mẹ của mình là ai, cũng không ai nói cho hắn biết, hắn chỉ biết bản thân là tộc nhân của Điệu Vong tộc. Ngoài hắn ra, hắn còn thấy một nữ tử, còn có một đứa bé gái. Hai mẹ con người này cũng gần như là người thân của hắn. Hắn nhớ được nữ tử kia chính là quốc sư đời thứ nhất, hắn không phải quốc sư. Quốc sư thật sự chính là đứa bé gái kia. Đứa bé gái này bố của nó là ai hắn không biết, hắn chỉ nhớ được sau khi đứa bé gái kia sinh ra không lâu đã mất tích. Còn hắn đã được nữ tử kia đưa lên làm quốc sư, truyền thụ cho hắn thần thông của bổn tộc. Dần dần, hắn trưởng thành, ký ức của hắn bị phong ấn, hắn thủy chung vẫn cho rằng mình chính là quốc sư. Dần dần khi nữ tử kia qua đời, hắn đã nên người, trong ký ức của hắn. Hắn có rất nhiều tộc nhân, những tộc nhân này vẫn còn đang ngủ say, vẫn chưa tử vong. Sứ mạng của hắn chính là phải nghĩ ra được mọi cách khiến cho những tộc nhân đang ngủ say được giải khai phong ấn của vận mệnh. Hắn thủy chung cho rằng tộc nhân của mình còn rất nhiều. Nhưng lúc này, khi ký ức đã thức tỉnh, hắn mới nhớ ra bộ tộc của mình, ngoài đứa bé gái đã mất tích kia vốn cũng chỉ còn lại một mình hắn. Khó trách tiên hoàng có dùng khí giải khai phong ấn, bởi vì tiên hoàng biết Điệu Vong tộc ta chỉ còn lại có một người. Chỉ cần ta chết, thì có giải khai phong ấn cũng không có vấn đề gì. Ta vốn không phải là quốc sư. Như vậy, ta là tộc nhân của Điệu Vong tộc sao? Đúng vậy, hẳn là như vậy. Hôm nay phong ấn kia được giải khai, đứa bé gái mất tích năm đó mới chính là quốc sư. Hiện giờ nàng là ai? Người này thủy chung vẫn cho mình là quốc sư, vì tộc nhân có thể nỗ lực hết sức bày mưu với tiên hoàng. Cho tới khi thất bại lâm vào cảnh tuyệt vọng đáng thương, suy nghĩ cuối cùng trước khi chết dần dần tiêu tan. Cho đến khi hắn chết, không ai biết được quốc sư thật sự là ai. Nhưng khi hắn tử vong, cũng không hề có một câu oán hận nào. Hắn hiểu rõ có lẽ đây chính là sứ mệnh của mình, vì bảo vệ quốc sư thật sự, để giải khai phong ấn của toàn tộc từ lúc sinh ra. Sứ mệnh của hắn đã được ấn định như vậy rồi. Ngay khi người đáng thương này hình thần câu diệt, sức mạnh của tiên hoàng kia quét ngang thân thể Vương Lâm. Sau khi xác định trong thân thể Vương Lâm không còn một chút linh hồn dao động nào, sức mạnh này lại quét ngang một vòng, lúc này mới lùi lại đi ra ngoài. Nhưng ngay cả tiên hoàng cũng không nhận thấy được sự tồn tại của Thiên Nghịch Châu trong cơ thể Vương Lâm, càng không thể nhận thấy được linh hồn của Vương Lâm đang bị Thiên Nghịch Châu kia bao phủ. Sau khi giải khai phong ấn giam cầm Điệu Vong tộc, thần sắc tiên hoàng lộ ra vẻ kích động. Hắn cho rằng tất cả đều nằm trong tính toán của mình, sự tự tin vô cùng của hắn thủy chung không hề tiêu tan, bắt đầu nhanh chóng hấp thu sức mạnh của cái đầu tiên tổ. Chỉ thấy từng làn khói màu vàng từ thất khiếu của cái đầu tiên tổ bay ra, chui vào trong thất khiếu của tiên hoàng, khiến cho tu vi của tiên hoàng ầm ầm tăng lên. Những suy nghĩ hưng phấn, kích động trong chớp mắt tràn ngập toàn thân tiên hoàng. Bị kim quang bao phủ, hắn không nhìn thấy ở bên ngoài kim quang, Hải Tử Thiên Tôn đứng trên không trung ở đằng xa. Sau khi tiên hoàng giải khai phong ấn của Điệu Vong tộc, thân thể nàng liền run lên kịch liệt. Hai mắt của Hải Tử lộ ra một vẻ mê man và dãy giụa, dường như có một ký ức từ trong đầu nàng nhanh chóng thức tỉnh. Theo phong ấn giam cầm Điệu Vong tộc tiêu tan, ở trong cơ thể của Hải Tử còn có một luồng sức mạnh thức tỉnh. Sức mạnh này đến từ Điệu Vong tộc, nó thuộc về quốc sư chân chính. Hai mắt nàng dần lộ ra vẻ sáng ngời, tay phải theo tiềm thức giơ lên, hướng về chỗ đầu của tiên tổ đang phát ra kim quang kia điểm tới. Tất cả tồn tại, vì những thứ vốn tồn tại cho nên có thể mất đi, đây là vong. Tất cả người chết, vì sự tưởng niệm của người sống, cho nên có những suy nghĩ từ hư vô, đây là điệu. Điệu Vong tộc, lấy suy nghĩ của người sống, lấy sự tồn tại của người chết, lấy sự ủy thác tìm kiếm tinh thần, lấy sức mạnh của kiếp này và kiếp sau, ngưng tụ hương hỏa, lấy đó. Hóa điệu thành vong, khiến cho những thứ tồn tại tiếp tục tồn tại, khiến cho những thứ mất đi, trở về hư vô. Hải Tử thì thào, ngay khi đầu ngón tay chỉ xuống, lập tức kim quang ngợp trời này với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được co rút lại. Trong nháy mắt biến mất,
toàn bộ lại một lần nữa ngưng tụ trở về bên trong đầu của tiên tổ. Sau khi kim quang tiêu tan, lộ ra tiên hoàng từ trước tới giờ vẫn ẩn mình trong kim quang. Còn có đầu của tiên tổ ở dưới chân tiên hoàng, kim quang tỏa ra trên đó hoàn toàn biến mất, khiến cho hai mắt của cái đầu này dần dần nhắm lại, sau khi lại tràn ngập ra tử khí. Mất đi sức mạnh lơ lửng giữa không trung, rơi xuống mặt đất. Khí tức màu vàng đang được hấp thụ vào trong thất khiếu cho tiên hoàng bị cắt đứt, khiến cho khí tức màu vàng đang chui vào trong cơ thể của tiên hoàng giống như là mất đi chỗ dựa. Từ trong thân thể tiên hoàng lan ra, lại bay về cái đầu của tiên tổ đang rơi xuống đất. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho tiên hoàng đứng sững ra ở đó. Hai mắt hắn trợn trừng, lộ ra vẻ không thể tin, trong lúc thì thào ngẩng mạnh đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hải tử thiên tôn. Ngươi, không thể nào, quốc sư đã chết, hoàn toàn đã chết, ngươi không phải là quốc sư. Ngươi không phải người của điệu vong tộc, ngươi không thể nào có được sức mạnh của quốc sư. Tiên hoàng gần như phát điên, hắn không dám tin tất cả những thứ mà mình nhìn thấy. Cảnh tượng này hắn không dám tin, cũng không muốn tin. Ngươi không phải người của điệu vong tộc. Dưới phong ấn của tiên tổ, điệu vong tộc không thể rời khỏi hoàng cung, rời khỏi tổ thành. Ngươi không phải là quốc sư, rốt cuộc ngươi là ai? Tiên hoàng sắc mặt tái nhợt, hắn vốn tưởng rằng mình đã nắm được hết thảy, vốn tưởng rằng kế hoạch của mình không ai có thể biết được, hắn vốn vô cùng tự tin. Hết thảy mọi thứ đều diễn ra đúng như hắn đã tính toán, ngoài việc đạo nhất và vũ phong xuất hiện một cách nhanh chóng, khiến cho kế hoạch của tiên hoàng có một chút ngoài ý muốn, nhưng toàn bộ những việc còn lại đều vẫn như thường. Nhưng ngay khi hắn sắp sửa thành công, ở thời điểm mấu chốt chuẩn bị hấp thụ sức mạnh của cái đầu tiên tổ, khiến cho thân thể của mình đạt được tu vi truyền thừa của tiên tổ, trở thành tiên tổ đời thứ hai, hắn đột nhiên phát hiện ra hết thảy đều không như suy tính của hắn. Tất cả những việc mà hắn làm không ngờ đều nằm trong tính toán của người khác. Ta là quốc sư. Hải tử thiên tôn thần sắc có chút phức tạp, nhẹ giọng nói. Ký ức của nàng vừa thức tỉnh, vẫn còn đang vướng vào ký ức của mẫu thân, còn có truyền thừa của các đời quốc sư. Tộc ta đã chết hết, trên đại lục tiên cương, ngoài ta ra, còn một tộc nhân cuối cùng. Tử Hải than nhẹ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể nào có chuyện này, nếu ngươi là quốc sư, sao có thể ra khỏi tổ thành? Cửu đế, ngươi nói cho ta xem. Tiên hoàng hít sâu, hắn thân là đại thiên tôn. Lúc này đã gần như phát điên, nhưng cố gắng tự khiến cho mình tỉnh táo lại. Kế hoạch này là do thiên tài của tộc ta năm đó nghĩ ra. Hắn vì chuyện này mà không ngại làm ra vẻ bất hòa, liên tục tìm kiếm phương pháp. Cuối cùng có thể rời khỏi nơi này thành công, sáng tạo ra đại hồn môn. Mặc dù hắn đã chết, nhưng đã hoàn thành được kế hoạch này, đem nó truyền thừa lại, còn tìm ra được một người mấu chốt trong kế hoạch này. Người này chính là Vương Lâm, một tu sĩ tới từ động phủ giới, cũng chỉ có thân thể của hắn mới có thể cho tộc nhân ta đoạt xá, khiến cho kế hoạch này trở nên hoàn mỹ. Còn về việc tại sao ta có thể rời khỏi tổ thành sao, đó là bởi vì linh hồn của ta thuộc về điệu vong tộc, nhưng thân thể ta lại thuộc về tiên cương đại lục. Hải tử nhẹ giọng nói. Tiên hoàng, nó là con gái của ta. Cửu đế trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói. Sở dĩ ta có thể sống đến giờ, có được thọ nguyên vô tận, năm đó còn có thể trở thành đại thiên tôn, hết thảy đó là nhờ có sự trợ giúp của điệu vong tộc. Kế hoạch này điệu vong tộc đã chuẩn bị rất lâu, cho đến khi Vương Lâm xuất hiện trên đại lục tiên cương mới bắt đầu thực hiện. Cửu đế thần sắc bình tĩnh, nhìn tiên hoàng đang trầm mặc kia. Vương Lâm ở bên trong cái đầu của tiên tổ cũng nghe thấy được toàn bộ. Trong khi mọi người đang dồn toàn bộ sự chú ý vào lời nói hải tử thiên tôn cùng cửu đế, linh hồn hắn từ bên trong thiên nghịch châu lan ra, nắm giữ lại thân thể của chính mình. Thì ra đây mới là chân tướng. Hai mắt hắn chợt lóe lên tinh quang. Kế hoạch này là do thiên tài của điệu vong tộc nghĩ ra. Đời đời kế tục, năm đó hắn từng giúp ta trở thành đại thiên tôn. Coi đây là điều kiện để ta trợ giúp cho hắn. Khi tiên hoàng đời trước qua đời, ngươi tiếp nhận vị trí tiên hoàng, quốc sư đời trước đã tìm tới ta. Dựa theo kế hoạch của tổ tiên, sau khi cùng ta kết nhân duyên liền sinh ra một đứa bé gái. Đứa bé này thân thể thuộc về đại lục tiên cương, nhưng linh hồn nó lại là của điệu vong tộc. Vốn dưới phong ấn giam cầm của tiên tổ không thể có khả năng xuất hiện biến cố như vậy, sức mạnh của phong ấn kia rất lớn. Nhưng tiên tổ chết đã nhiều năm, sức mạnh phong ấn cũng có sự suy yếu, hơn nữa trong kế hoạch của thiên tài điệu vong tộc năm đó, muốn hoàn thành thì toàn bộ tộc nhân cần phải hy sinh dâng lên linh hồn. Sau khi dung hợp sẽ đối kháng với sức mạnh phong ấn kia. Từ cổ chí kim, tộc nhân của điệu vong tộc ngày càng ít, cũng vì nguyên nhân này mà cho đến đời này chỉ còn lại hai người. Vô số ngàn năm nay, tất cả tộc nhân điệu vong tộc chết đi đều lấy phương pháp đặc biệt hóa thành một tầng bảo vệ, tồn tại bên trong linh hồn của hải tử. Sở dĩ nó có thể ra ngoài tổ thành mà không chết có liên quan tới thân thể nó, và cũng có liên quan tới sự bảo vệ của những linh hồn tộc nhân điệu vong tộc đã chết. Cả điệu vong tộc đã tốn thời gian vô số năm mới tới một ngày có thể hoàn thành điều này ở trên người của hải tử, cũng chỉ có một mình nó mới có thể làm được điều này. Cửu đế bình tĩnh nói, hắn nhìn tiên hoàng, đem chân tướng chậm rãi nói ra. Bởi vì nó là con gái của ngươi nên ngươi không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ cho nó.
thậm chí có thể trở thành thánh công của Điệu Vong tộc, có được hương hỏa mà chỉ có tiên tổ năm đó mới có được. Điệu Vong tộc vì giải khai phong ấn mà đã trả một cái giá lớn như vậy. Điệu Vong tộc ngoại trừ hai tử ra, còn một tộc nhân cuối cùng, chính là quốc sư vừa mới chết. Trên thực tế, ngươi vốn có thể không giải khai phong ấn giam cầm Điệu Vong tộc, nhưng tổ tiên của Điệu Vong tộc đã tính ra lên đạo chân ngươi có khát vọng với truyền thừa của tiên tổ. Dưới sự bức bách của bốn đại thiên tôn chúng ta, ngươi sẽ không lựa chọn bỏ qua, mà phải lựa chọn giải khai. Mấu chốt của kế hoạch này chính là sức mạnh giam cầm Điệu Vong tộc ở trong đầu của tiên tổ, cho nên phải có một người có đủ điều kiện để đoạt xá, sau đó bị hút vào trong đầu của tiên tổ. Vì thế, Vương Lâm cực kỳ quan trọng. Tiên Hoàng trầm mặc trong CH Ocelot, đau khổ nhìn Cửu Đế cùng với hài tử thiên tôn ở phía sau, chậm rãi mở miệng. Nói như vậy, nếu ta kiên trì không giải khai phong ấn kia, mà để cho đầu của tiên tổ lại chìm vào trong cấm cung, bỏ qua cơ hội được truyền thừa tu vi của tiên tổ, thì kế hoạch của các ngươi chẳng phải sẽ uổng phí sao? Sẽ không như vậy. Người nói không phải là Cửu Đế, mà hài tử. Hài tử lúc này hoàn toàn khác trước, trên người nàng tràn ngập một loại khí tức thần bí, thần sắc bình tĩnh nhìn Tiên Hoàng. Nếu ngươi thật sự bỏ qua cơ hội kế thừa tu vi của tiên tổ này, như vậy lực lượng bí mật Điệu Vong tộc ta đời đời chuẩn bị sẽ được phát động. Trên toàn bộ 72 châu của tiên tộc, tất cả những linh miếu sẽ đều nghe theo hiệu lệnh của ta. Tất cả những linh miếu kia đều đã chuẩn bị để đánh thức linh hồn đang bị phong ấn trong các châu, lấy sự thức tỉnh của chúng để khiến cho sức mạnh trấn áp của cái đầu tiên tổ ở nơi này chấn động. Tới lúc đó, chỉ có tiên tổ mới có thể trấn áp. Nếu ngươi không kế thừa, thì tiên tộc sẽ đại loạn. Một khi ngươi kế thừa nhất định phải gỡ bỏ phong ấn giam cầm tộc ta. Hải tử nhẹ giọng nói. Như vậy thì lục ma hạt miếu kia cũng giống như vậy sao? Đồng tử trong hai mắt Tiên Hoàng co rút lại. Hải tử gật đầu. Đạo Khất, Vũ Phong, hai ngươi chẳng lẽ đã biết hết rồi sao? Ánh mắt Tiên Hoàng quét qua người của Đạo Nhất và Vũ Phong. Cửu Đế Đại Thiên Tôn tìm tới bọn ta, không giấu giếm một chút nào, nói cho chúng ta biết kế hoạch của Điệu Vong tộc. Nhưng những chuyện có liên quan tới Vương Lâm thì Cửu Đế lại không nói gì. Bổn Tôn hôm nay cũng mới biết Vương Lâm này chính là nhân vật mấu chốt của kế hoạch. Đạo Nhất nhíu mày, chậm rãi nói. Vũ Phong trầm mặc trong CH Ocelot, rồi gật đầu. Tiên Hoàng nghe nói vậy lập tức nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn lại cực kỳ đau khổ, ánh mắt đảo qua nhìn về phía Song Tử Đại Thiên Tôn. Ngươi, Song Tử, ngươi cũng biết kế hoạch này sao? Bản thể của Song Tử Đại Thiên Tôn hình thành sau khi hai tiểu cô nương dung hợp với nhau, thần sắc bình tĩnh, dường như đối với chuyện này cũng không hứng thú. Nàng liếc mắt nhìn Tiên Hoàng một cái. Bổn Tôn không biết, cũng không muốn biết. Bổn Tôn tới đây chỉ để mang Vương Lâm đi. Ngươi cũng được, Cửu Đế cũng được, bất luận là ai hôm nay nếu ngăn cản sẽ đều là kẻ địch của Bổn Tôn. Vương Lâm, Vương Lâm, lúc trước khi quốc sư đoạt xá thành công, đã nói rõ hắn đã chết. Nói vậy thì tất cả những chuyện của hắn ở trong động phủ dưới các ngươi thủy chung vẫn đều chú ý sao? Tổ tiên của Điệu Vong tộc chỉ tính ra trong một khoảng thời gian mơ hồ sẽ có một người từ trong động phủ dưới xuất hiện, nhưng không tính ra người này rốt cuộc là ở trong động phủ dưới nào, càng không thể tìm kiếm chuẩn xác, chỉ có thể chờ đợi. Cửu Đế lắc đầu. Vị tiền bối thiên tài của Điệu Vong tộc kia đã sáng lập ra Đại Hồn Môn. Hắn cũng tính ra Vương Lâm sẽ xuất hiện ở Thiên Ngưu Châu, cho nên mới lập bước đầu tiên trong kế hoạch này là tiếp xúc với Vương Lâm. Tiên Hoàng vốn là hạng người tâm trí cực cao, một lời đã nói ra điểm mấu chốt. Nhưng không biết lão tổ của Đại Hồn Môn này có thể tính ra sau khi Vương Lâm bị các ngươi lợi dụng như vậy sẽ chết ở trong cấm cung, trở thành cái giá phải trả để Điệu Vong tộc các ngươi giải khai phong ấn hay không. Cửu Đế, ngươi lợi dụng Vương Lâm, còn lợi dụng hắn đưa Song Tử Đại Thiên Tôn tới, nếu không với sức của ba người các ngươi vừa rồi cũng không thể ép ta bắt buộc phải kế thừa sức mạnh của tiên tổ. Ngươi còn lợi dụng Minh Đạo Tôn, lợi dụng Liên Đạo Phi, còn lợi dụng cả ta, lợi dụng cả 72 linh hồn của tiên tộc. Ta không tin kế hoạch của ngươi chỉ vì Điệu Vong tộc, cho dù nó có là con gái của ngươi. Tiên Hoàng ngẩng đầu, thanh âm ầm ầm như lôi đình. Còn có hai người các ngươi, Đạo Nhất, Vũ Phong, với sức mạnh của hai người các ngươi mà có thể bị Cửu Đế làm cho động tâm, nhất định là đã hứa cho các ngươi một món lợi rất lớn. Đó mới là toàn bộ âm mưu. Các ngươi sở dĩ nói cho ta biết hết thảy chân tướng hiển nhiên là để làm cho ta thấy rõ tình thế, nhất định tiếp theo các ngươi còn có chuyện cần phải có sự phối hợp của ta. Duy chỉ có Song Tử ngươi cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn bị Cửu Đế và Điệu Vong tộc lợi dụng. Tiên Hoàng đã tới nước này mà vẫn dùng lời nói để gây ly gián, tranh thủ sự trợ giúp của Song Tử. Song Tử trầm mặc, hết thảy mọi chuyện sau khi nàng dung hợp thân thể sao có thể không nhìn ra. Tiên Hoàng, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi sử dụng huyết mạch lực chém vỡ đầu tiên tổ, thì ngươi vẫn là Tiên Hoàng như trước, vẫn là Đại Thiên Tôn như trước. Nếu ngươi không muốn, thì đừng trách sau khi ta giết chết ngươi, sẽ rút hết toàn bộ huyết mạch lực của ngươi, cũng có thể hoàn thành việc này. Cửu Đế bình tĩnh nói, không có một chút sát khí nào, nhưng lời nói của hắn lại cực kỳ lạnh lùng. Song Tử, hai con mắt của tiên tổ vốn là một thể, cho nên nếu như ngươi lấy được, luyện thành pháp bảo dung nhập vào trong cơ thể, có thể giúp cho ngươi chống đỡ được những việc ngoài ý muốn khi chuyển thế, thậm chí tu vi cũng có thể tăng thêm một chút.
còn có thể cho phép ngươi tùy ý tách ra. Hợp lại, không giống như bây giờ, phải tiêu hao một lượng lực nhất định mới có thể duy trì trạng thái sau khi dung hợp. Vũ Phong, hai tay của tiên tổ, lão phu có thể khẳng định khả năng thính đạo, nghe được quy tích vận chuyển của phép tắc tiên cương. Như lời lão phu hứa, hai tay này sẽ để cho ngươi, lấy vật này dung nhập vào đạo của ngươi, có thể cảm thụ được đỉnh của đạo. Đạo nhất, đầu của tiên tổ sinh ra từ trong hư vô, vô số năm qua đã được ngưng tụ tinh túy sức mạnh của hắn. Như lão phu đã hứa, vật này cho ngươi, ngươi có thể dựa vào nó khiến cho hình thần quy nhất. Thứ mà lão phu muốn chính là não của tiên tổ, vật này đối với ta rất hữu dụng. Còn về tu vi của tiên tộc kia, chúng ta sẽ chia đều. Hai mắt cửu đế lấp lánh, nhìn về phía tiên hoàng kia. Thì ra ngươi cũng biết chớ thuật của tiên tổ trước khi chết. Thần sắc tiên hoàng âm trầm. Việc này lão phu đã tìm kiếm manh mối nhiều năm. Rốt cuộc cách đây không lâu đã tìm được một thứ, xác định truyền thuyết từ lâu đời này là thật. Nếu tiên tổ chết, thì thân thể của hắn sẽ bị nguyền rủa, tất cả những người muốn hủy diệt thân thể hắn đều sẽ phải chết. Trừ phi hậu nhân của hắn dùng huyết mạch lực để thí tổ, chịu đựng sức mạnh của chớ thuật kia, khiến cho huyết mạch bị cắt đứt. Từ nay về sau không còn người truyền thừa huyết mạch của tiên tổ nữa, thì có thể phá giải. Tiên hoàng, tới nước này rồi, ngươi không còn lựa chọn nào khác, nếu ngươi chịu đựng sức mạnh của chớ thuật kia, ngươi sẽ không chết. Tuy danh hiệu chí tôn này tới đời ngươi sẽ chấm dứt, nhưng tiên tổ đã chết nhiều năm rồi, dư uy của hắn bao trùm tiên tộc, hôm nay cũng nên thay đổi. Hơn nữa nếu ngươi không làm như vậy, thì lúc này chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Nếu không phải lo sau khi ngươi chết, cục diện với cổ tộc sẽ thay đổi, thì lão phu sẽ không phải trả một cái giá lớn như vậy để thương lượng với ngươi. Phải lựa chọn như thế nào là do ngươi quyết định. Cửu đế nhìn tiên hoàng, thanh âm lạnh như băng. Tiên hoàng trầm mặc. Trên mặt đất, bên trong mắt phải của cái đầu tiên tổ đã ảm đạm, hai mắt Vương Lâm lóe lên, thu khí tức toàn thân lại. Hết thảy những chuyện ở bên ngoài hắn đã nghe thấy toàn bộ, đổi với rất nhiều chuyển biến xuất hiện trong hoàng cung. Lần này mặc dù Vương Lâm cũng đoán được một phần, nhưng cũng không đoán được toàn bộ. Thanh Hưu chân nhân của Đại Hồn Môn năm đó đã từng nói, sau 300 năm ta phải quay về Đại Hồn Môn. Đi tới tầng tháp cao nhất, vị lão tổ sáng lập ra Đại Hồn Môn đã để lại cho ta một thứ ở nơi đó. Lão tổ Đại Hồn Môn này, thiên tài của Điệu Vong tộc này, sau khi lợi dụng ta để giải khai phong ấn cho Điệu Vong tộc sẽ để lại cho ta cái gì? Thần sắc Vương Lâm phức tạp. Hắn xuất hiện ở Thiên Ngưu Châu sáng lập ra Đại Hồn Môn chính là để chờ ta. Có lẽ trong kế hoạch của hắn, ta hẳn là đã chết. Nhưng nếu thật sự hắn tính ra ta phải chết ở Hoàng Cung, sao lại còn lưu lại một vật trên tầng tháp cao nhất, còn có lời nói 300 năm kia? Ngươi lợi dụng ta, còn từng bước tính kế với ta, ngươi lại có thể tính ra ta sẽ đến. Nói như vậy cũng có thể tính ra tính cách của ta. Chuyện này sao ta có thể bỏ qua? Vương Lâm trầm mặc, trong lòng thầm than, đột nhiên cảm nhận được thế giới bên ngoài chấn động. Chỉ thấy cái đầu của tiên tổ bị người ta cách không nâng lên, từ trên mặt đất bay thẳng lên trời. Tiên hoàng kia sau một lúc trầm mặc, giống như đã có lựa chọn, hắn giơ tay phải lên. Hướng xuống mặt đất tung một chảo vào hư không, khiến cho cái đầu tiên tổ bay lên. Đến đây thì cũng khép lại tập 383 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.